gạo mình test rồi mình xem gỗ luôn nha. Đó. Cái này cũng to to lớn lắm. Mấy cái này thì em giao lưu cho bà con mình đó nha. 16 triệu một cây thôi nha bà con. Em bao ship luôn đó nha. Tủ thờ ông địa, chạm đục rồng. Chạm đục tích rồng. Đó nha. Con mình thấy nè. Thấy vậy chứ kích thước to lắm. Tại em mới vừa cho vệ sinh làm bóng là thôi, chưa có gòi nữa. Mình có nhu cầu thì chụp lại màn hình kết bạn Zalo. Đó, sau đó gửi qua Zalo giúp em nha, trao đổi thương lượng với nhau thôi. Đó, dễ mà. Nói chung hàng bên em sưu tầm được giá mềm, để bà con mình giá hữu nghị thôi nha. Có nhiều nơi mấy cái tủ mà như thế này nào giao lưu mà cao lắm nha bà con, kêu mấy chục triệu luôn á. Nói chung hàng bên em sưu tầm được giá mềm để mình giá hữu nghị. Nói cái nào giá cao thì để mình giá cao thôi. Nhiều khi người ta cũng sưu tầm giá cao nữa. Đó, cái này thì em giao lưu mình là chỉ 16 triệu thôi, bao cái ship mình luôn đó nha. Tủ thấy vậy chứ kích thước to lắm. Chạm đục mình thấy là rồng nè, bà con thấy không? Đó, hoa văn rồng nè. Đó. Đây. Đó, mình thấy không? Đẹp lắm nha. Đó, mình có nhu cầu thì liên hệ giúp em. Gửi em gửi hình ảnh video với chụp lại cho bà con mình xem, hình ảnh đầy đủ chi tiết. Giá bao ship toàn quốc là 16 triệu. Bao cho bà con mình về kiểm tra gỗ nha. Yên tâm nha. Đó, bao cho bà con mình là gõ đỏ bên đó bà con, miền Nam mình gọi là bên nha, lưu ý. Đó, giá hữu nghị luôn. Đó, nhiều nơi kêu ba mấy 40 triệu cao cao lắm, nhưng mà em sưu tầm giá mềm để bà con mình giá mềm. Đó, gỗ nào bán chuẩn chính xác rồi đó mình về mình test gỗ, kiểm tra gỗ nữa. Đó, tủ thờ ông địa nha bà con, chạm đục là nhìn là ghiền liền nha, nét chạm đục của nó là khỏi chê rồi nè, con thấy không, nhìn sắc lắm. Rồi bà con mình cần xem sản phẩm nào, coi sản phẩm gì thì bình luận giúp em nha. Muốn cần xem sản phẩm nào, coi sản phẩm gì thì bình luận lên giúp em quay cho mình xem. Rồi anh Hồ, anh Lương Xuân Lộc ơi. Anh Lương Xuân Lộc, anh có nhu cầu tham khảo cái cây này không anh? Anh có nhu cầu, anh ở Thanh Hóa này, em dẫn ship tới nhà được cho mình nha. Mình có nhu cầu thì kết bạn điện thoại Zalo giúp em trao đổi với nhau nha. Đó. Em gửi hình ảnh video cho mình xem. Dạ ok anh, anh kết bạn Zalo đi, em gửi video hình ảnh cho mình xem nha, trao đổi thương lượng với nhau. Đó, được thì hữu duyên giao lưu lại thôi. Cái này thì em làm vệ sinh xì ba để sạch sẽ là mình xài được luôn rồi. Dạ ok, cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn anh. Rồi bà con mình muốn xem, muốn cần sản phẩm nào để mình tìm hiểu nghiên cứu sưu tầm thì cứ liên hệ giúp em nha. Em trao đổi cho bà con mình qua Zalo cho nó dễ, rồi em giao lưu đa số qua Zalo không nha bà con, thương lượng với nhau cho nó dễ nha. Nó như mình ở tỉnh nào, ở gần ở xa rồi nè, trao đổi thương lượng nhau giá cả là hợp lý này kia rồi thì mình giao lưu thôi. Đó, đơn giản thôi, hợp tình hợp lý hợp giá thì mình dứt nó thì mình mua bán nhau dễ, còn không thì mình cho qua bình thường thoải mái nha. Đó, vui vẻ, đôi bên đều vui vẻ. Đó, còn cái đu đưa nè, anh Dũng Phạm ơi, anh thấy được không anh? Ok không, kết bạn Zalo với em luôn đi, em gửi cho mình xem hình ảnh luôn. Mấy cái thành này nó dày lắm nha, nằm là trên 100 kg, em bao nằm cái tựa gói này cũng dày nè. Ở gỗ cẩm lai nó dày kín hết trơn nè. Đó, mình xem mà mình cảm nhận giúp em. Còn cái chân bên dưới nè, kéo ra kéo vào để massage. Đó, giò để ngồi đây massage hai chân nè. Đó, ghế này thì bao xài bao test luôn. Đó, nặng cái nào nặng lên nằm thoải mái, không thấy không? Đó, ok nha, khá đẹp. Ừ. 12 triệu bao ship toàn quốc mình nha. 12 triệu bao ship toàn quốc. Lưu ý là những sản phẩm lớn bên em đều ship toàn quốc hết, giá đã báo bao ship toàn quốc. Còn miền Tây Nam Bộ thì còn thương lượng giảm giá cho bà con của mình về vấn đề phí ship thôi. Gần gần thì em gia lộc em bớt cho bà con của mình được. Đó. Rồi mình muốn xem những sản phẩm nào, coi sản phẩm gì thì mình cứ bình luận lên đây, em quay cho mình xem mình coi. Đôn em cũng có bán luôn nha. Đôn cặp 10 triệu, cái 5 triệu. Đôn gỗ cỏ về cây đồ chân đồ nè, đồ gốm nè, đá phong thủy nè, đá quý đồ nè. Đó, những đồ gốm Tàu xưa, rồi gốm Nhật, rồi gốm Tàu, rồi gốm Việt mình là hàng xưa cổ nữa nè. Em đang sale thanh lý á, bà con mình nhớ mấy đón mà mấy cái clip buổi trưa á bà con. Mình vào kênh mình xem mình đón clip buổi trưa em up lên 12 giờ trưa á. Để em đều mà em đều quay clip riêng á, em lên đó em quay á rồi em thanh lý cho bà con của mình luôn đó nha. Nói chung là mấy cái giá đẹp giá tốt với em mà em bán thanh lý là xả hàng là thu hồi vốn, mà bán giá lỗ tiền ship không á. Mình vào đó mình xem nghiên cứu và lựa chọn nha. Giúp em nha. Nó bị gì vậy?